học RD02 phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học. Khóa học này hướng dẫn các kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng công thức đạt tương đương sinh học cho các viên phóng thích nhanh và phóng thích kéo dài, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cũng như tăng khả năng thành công khi nghiên cứu. Bên cạnh đó, những quy định mới nhất trong thông tư 07 về tương đương sinh học cũng được phân tích chi tiết trong khóa học. Nội dung của khóa học gồm 5 buổi, trong đó buổi 1 và 2 sẽ tập trung vào phương pháp xây dựng công thức đạt BE dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn. Bạn có biết quy trình phát triển sản phẩm thử tương đương sinh học bao gồm những bước nào? Có 5 bước chính, bắt đầu từ tìm thông tin API, thuốc gốc, xây dựng công thức khởi đầu, chọn môi trường hòa tan, điều chỉnh và lặp lại công thức, nâng cỡ lô, theo dõi độ ổn định và gửi mẫu cho viện kiểm nghiệm thử tương đương. Tiêu chí nào để lựa chọn thuốc đối chứng? Thuốc đối chứng được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên. Danh mục thuốc bị dược cấp của Bộ Y tế, thuốc phát minh chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành nhưng đã được phê duyệt và lưu hành một trong các nước thuộc SRE. Nếu không xác định được thuốc phát minh, thuốc đã được phê duyệt và lưu hành tại một trong các nước thuộc SRE hoặc thuốc được tiền thẩm định bởi WHO. Cần mua bao nhiêu viên và bao nhiêu lô thuốc đối chứng là đủ? Mua cỡ khoảng 100-200 viên thôi. Cái số 100-200 viên này á, thì nó cũng có nguyên nhân của nó là mình sẽ làm thử tương đương hòa tan trong 40 trường đi. Thì mỗi 10 trường mình thử 12 viên và mình tốn khoảng 50 viên rồi các lần định lượng rồi thứ tạp chất rồi các tiêu chuẩn kiểm nghiệm khác á, thì mình tốn khoảng tổng cộng khoảng 100 viên, thì mình mua từ 100-200 viên là đủ dùng. Thì sau khi mà mình tốn hết 100-200 viên để làm cho cái thứ ở lô lab đạt tương đương hòa tan rồi á, thì mình phải thử in vitro, nên thử in vitro viện kiểm nghiệm, tức là mình thử cũng tương tự như vậy. Thì khi viện sẽ gửi cái yêu cầu cái số viên về cho mình trên hợp đồng thì mình phải mua cái số viên đó, và tốt nhất là mình nên mua gấp đôi số lượng yêu cầu. Ví dụ viện đề nghị 400 viên đi thì mình nên mua khoảng 800 viên. Khi đã lỡ mà trong cái lần mà thử nghiệm nó có cái vấn đề để viện có đề nghị mình gửi thêm viên á, thì mình còn viên. Các anh chị các bạn lưu ý là các viên này á, cái 500.000 viên này khi thử in vivo người á là phải cùng một lô. Những lưu ý khi lựa chọn nguồn hạt chất thử BE là gì? Đặt mua thuốc gốc rồi thì mình cũng phải là có cái lưu ý về cái hoạt chất, mình phải đặt mua nó luôn. Thì trước tiên nó phải đầy đủ các giấy tờ theo quy định của luật Việt Nam. Thì cái này là thường có cái phòng đăng ký và phòng mua hàng lo cho mình rồi để ít phải lo mấy cái này. Nhưng mình cũng phải chú ý là mua đúng dạng muối, dạng ST, dạng ngầm nước của nó. Ví dụ như là tenofovir nó có tenofovir nó khác với là cái disopharmate, mình phải lưu ý đấy, hai cái đó là khác nhau. Để xây dựng công thức nhanh đạt BE cần lưu ý đến những yếu tố nào? Có yếu tố của nó tạo thành phần công thức phải giống nhau hết. Thuốc gốc bỏ tá dược gì thì mình dùng tá dược đấy. Thuốc gốc có khối lượng viên bao nhiêu á thì mình cũng làm khối lượng viên giống như thuốc gốc luôn. Rồi hình dạng viên là làm y như vậy luôn, hình viên làm giống nhất có thể. Thường là tăng có vì thuốc gốc rồi á, tăng yêu cầu đặt một cái bộ chì cho nó giống hệt thuốc gốc luôn, tất nhiên đừng là giống logo. Thuốc gốc nó có logo thì đó là những cái chuyện thương mại. Công thức giống này, khối lượng viên giống này, hình dạng viên giống, thì khi mà dập viên á thì mình cũng là nên làm cái thời gian rẻ giống luôn. Một số ví dụ về cách phát triển công thức dựa trên 4 yếu tố này cho các viên Thamisartan và Amlodipine, Findalipine, Metformin và viên Glyglyzide phóng thích kéo dài. Ví dụ đây là viên phóng thích kéo dài Glyglyzide, chỉ có một thành phần là Glyglyzide 60. Thì nhờ các anh chị các bạn là tìm cái thuốc đối chứng nên sử dụng là sản phẩm nào. Rồi thành phần tái dược của thuốc gốc, thì trong thuốc gốc đấy là cái hàm lượng này nó có những tái dược nào. Rồi cái công thức mà thuốc gốc gửi cho lô thử nghiệm đầu tiên là có thành phần tái dược này, khối lượng viên này, hình dạng viên, thời gian rẻ. Đối với viên này thành phần tái dược mình có rồi, các anh chị các bạn là đều sạch chính xác hết. Có lactomendocrine, HBMC phân tích kéo dài, magie aerosil. Trong đấy cái thành phần mà quan trọng nhất mà cái ảnh hưởng tới cái kiểm soát phân tích là HBMC phân tích kéo dài. Rồi khối lượng viên, cái viên này là khối lượng là 320 mg, cái đây mình có được rồi, mình cân được rồi. Hình dạng viên là cái viên nó hơi hình thoi xíu, cái vặn ở giữa, thì cái đây mình cũng làm giống hết được rồi. Nhưng còn yếu tố thứ tư mà cái cách mình làm á là cái yếu tố thời gian rẻ.
cái phí truyền thống nó kéo dài nó không có rẻ, và mình thư rẻ đâu có được đâu. Vậy là khi mình làm giặc viên á thì mình lựa chọn độ cứng thế nào cho phù hợp, thì nhờ các anh chị và các bạn cho ý kiến mình làm thế nào để mà dễ đạt tương đương hòa tan nhất. Làm thế nào để lựa chọn phương pháp thử độ hòa tan? Nên thử trên môi trường nào trước? Nếu không có trong nhược điểm thì nên xây dựng phương pháp thử như thế nào? Thời điểm lấy mẫu thế nào là phù hợp cho viên phóng thích nhanh, phóng thích kéo dài và viên bao tan trong ruột? Đối với viên phóng thích kéo dài á, thì mình có lần đầu khảo sát mình lấy 1, 2, 4, 6, 8, 12. Rồi từ kết quả đó thì mình áp dụng cho lô sau. Và mình xác định mốc thời gian mà cái thuốc cứng hòa tan hết. Ví dụ như tại 8 tiếng hay 12 tiếng mà trên 8 lần rồi thì mình lấy cái điểm đó luôn. Còn nếu mà 8 tiếng, 12 tiếng mà vẫn chưa được trên 85 á, thì mình tăng lên thời gian nữa, nhưng cực đấy cũng hiếm. Còn nếu mà nó cái thời điểm mà trên 85% á, nó trước 8 tiếng, ví dụ 4 tiếng đi nữa, ví dụ 4 tiếng đi, thì lần sau mình lấy là 1, 2, 3, 4 hoặc là 1, 2, 4. Lưu ý là cái phép tính F2 chỉ được được chấp nhận là khi chỉ có 1 điểm trên 85 thôi. Chứ mình lấy nhiều hơn một điểm trên 85 thì phép tính F2 bị sai rồi. Các hiện tượng bất thường trong thử nghiệm tương đương độ hòa tan, ví dụ viên dính đáy cốc, viên dính nắp giỏ quay, viên tạo chóp ở đáy cốc và viên tạo gel bít lỗ giỏ quay, là nhân viên RD, bạn sẽ xử lý như thế nào khi gặp các tình huống sau? Độ hòa tan tăng trong một thời gian rồi giảm dần. Cách điều chỉnh khi F2 bé hơn 50. Khi F2 tại một môi trường không đạt thì điều chỉnh như thế nào? Những lý do nào khiến thử in vitro đạt nhưng in vivo không đạt? Bước sang buổi 3, những quy định về thử nghiệm tương đương sinh học tại Việt Nam, EU và FDA sẽ được trình bày. Trong đó, các nội dung của thông tư 07/2022 vừa được ban hành sẽ được cập nhật chi tiết. Các nội dung quan trọng sẽ được hướng dẫn cụ thể, thuật ngữ trong quy định thử BE, yêu cầu về nơi thử BE, tài liệu cung cấp khi mua thuốc đối chứng, danh mục hoạt chất và các dạng bào chế đặc biệt bắt buộc thử BE. Thử BE cho các dạng bào chế đặc biệt như viên DT, viên ODT, các tài liệu tham khảo của Việt Nam, ICH, EMA, SUPAC. Đặc biệt, các trường hợp miễn thử BE BioWaiver giúp bạn tiết kiệm chi phí thử tương đương sinh học trong một số trường hợp. Trong đó, các điểm mới về công thức bào chế tỷ lệ và cách tiếp cận phân cực là một trong những nội dung quan trọng được cập nhật trong thông tư 07. Trong buổi 4, bạn sẽ được hướng dẫn các nội dung chi tiết trong báo cáo thử nghiệm tương đương sinh học, bao gồm cấu trúc của một báo cáo thử nghiệm BE, các phương pháp nghiên cứu và các loại thiết kế nghiên cứu, một số trường hợp đặc biệt khi thuốc có khoảng điều trị hẹp và có tính biến thiên cao trong hấp thu, các thông số dược động quan trọng cần biết khi đọc phần kết quả và bàn luận. Buổi thứ 5, các case study về từng vấn đề gặp phải sẽ được bàn luận chi tiết khi nghiên cứu các viên amlodipine và telmisartan, glycolysis phóng thích kéo dài. Ngoài ra, cách tìm kiếm pattern thuốc cấp cũng được hướng dẫn cùng với các giải pháp thực tế để giải quyết các vấn đề trên. Sau 5 buổi học, Sen Pharma thực hiện khảo sát về cảm nhận của học viên đối với chương trình đào tạo. Kết quả cho thấy 100% học viên sẵn sàng tham gia các khóa học trong tương lai, 100% học viên sẵn sàng giới thiệu khóa học đến đồng nghiệp, bạn bè và người thân, 95% học viên hài lòng tuyệt đối, 50% học viên xuất sắc nhận voucher từ 10 đến 20%. Khóa học đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với học viên, thể hiện qua những phản hồi rất tích cực. Để giải đáp được tất cả các thắc mắc và câu hỏi về vấn đề phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học, mời các bạn nhanh tay liên hệ với Sen Pharma để đăng ký khóa học.